mới về 3 mẫu ha, mẫu này còn mẫu cũ rồi, mẫu này mẫu mới nè. Giới thiệu các bạn luôn cái mẫu cũ giá mềm hơn nha. Nào, giá bán lẻ nếu anh em mua một cây sưu tập thì 100.000 một cây, mắc cáo chặt 7. Rồi, còn nếu mà mua để chơi lần đầu tiên á thì mua một cây mắc cáo, hai sợi dây với bịch bi 125.000, tiền ship nữa thì tính 150 nha. Đầu lâu TH nè thì 190 nha, hai dây với bịch bi tiền ship luôn 190 nè. Đầu lâu TH là chặt 8, đầu lâu TH chặt 8, đầu lâu TH này đánh bóng rồi nha. Rồi cây này thì 200, hai dây bịch bi luôn. Cây này là hồ ly hoa sen, hồ ly hoa sen, chặt là chặt 7.5, hàng này là hàng mới nha, chặt 7.5. anh em mua hàng nhớ kiểm tra hàng trước khi trả tiền cho mình nha, cứ kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Cái này nhà mình nè, ở ngoài đó ánh nắng nó chiếu vào, mình đang ngồi mình đóng hàng cho khách thì mình quay luôn thôi, nhìn nó cái nó bóng đó, nên là cái tay mình đụng vào là nhìn nó mất cái vẻ đẹp, nhưng mà ở bên ngoài nó rất là đẹp. Cứ kiểm tra hàng trước khi trả tiền, những cây mà nó đã bóng sẵn như thế này nó rất là đẹp. Còn nhám thì trên này nó nhìn nó đâu có ảnh hưởng gì đúng không các bạn, nè thấy chưa, hàng nhám nè, hàng nhám nhìn ok không có vấn đề gì hết, nhưng mà bóng cái tay của mình chạm vào cái là nó sẽ có cái dấu. Nói chung là kiểm tra hàng trước khi trả tiền nha, cực kỳ đẹp. Hồ ly nè, hồ ly hoa sen này thì 200 bao ship rồi, hai sợi dây một bịch bi. Rồi ai mua lẻ thì 155.000 một cây, chưa tính phí ship, mua hai cây thì bao ship. Cái cách thức bán hàng của mình báo lại nè cho dễ hiểu nè. Cây ná kèm lục giác, ná mắc cáo kèm lục giác 100.000. Đó, mua hai cây thì bao ship, được chưa? Rồi, bạn nào không mua hai cây mà mua một cây, mà muốn mua kèm hai dây với bịch bi luôn á thì tiền ship luôn là hết 150. Được chưa? Rồi, cây đầu lâu TH chặt 8 nè, thì 145.000. Rồi, hai cây thì bao ship. Còn nếu mà có cả dây cả bi á, một cây mà có dây có bi luôn, tiền ship luôn là 190. Còn thằng này cũng vậy, 155.000 một cây, hai cây thì bao ship nha, kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Nếu như một cây hai dây một bịch bi mới chơi thì là 200 bao ship, được chưa? Rồi nói sao cho nó các bạn dễ hiểu, nó không có nhầm lẫn là được nha. Ai muốn mua có dây có bi thì mua, mà không dây không bi thì mua, tùy các bạn. Chứ có nhiều bạn hỏi bán mà không có dây rồi lấy gì chơi, không có dây thì mình mua thêm dây mình chơi là xong đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn ấy không hiểu là có những người, người ta đã chơi lâu rồi, người ta có hết rồi, người ta muốn mua thêm một cây để người ta sưu tầm thôi. Ví dụ người ta thấy cây này đẹp quá, mua và sưu tầm, người ta mua hai cây đó. Ví dụ như cây này 100, cây này 155, hai cây là bao ship luôn đó, ví dụ như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Mình còn vài mẫu mới mình đã đây nè, rất là nhiều. Những mẫu này thì 300.000 nha, điện phân nha. Cái này là inox điện phân lên màu titan đó, anh em có thể chơi được rất là lâu nha, đừng sợ nó bay màu. Lúc mà nó bay màu thì có lẽ lúc đó anh em đã nghỉ chơi rồi nha. Nè, cạo lấy dao cạo nó còn chưa ra nữa mà, chứ cái mình chơi theo 5 tháng thì nó sẽ bay màu thôi. Đầu lâu chiếc lá nè, cái này hàng này là hàng cao cấp ha, hàng này là hàng đã gia công lại rồi mới làm lên màu cái thứ, thì 300.000 một cây. Rồi rất là nhiều những mẫu khác, mời các bạn vào các bạn xem cái video trước đó mình đã báo giá hết. Này gần 120 mẫu nhé, có rẻ có mắc, từ 20.000 tới 100 mấy rồi mình báo hết rồi. Mấy ná nhựa 20.000, rồi mấy cái ná hợp kim 3 mấy 4 5 mấy 10.000, 70.000, ná laser, ná inox thì 100.000, 120, 150 gì rồi mình báo cái video trước hết rồi. Video này mình chỉ báo cây ba cây đó với hai cây này thôi nha. Cứ kiểm tra hàng trước khi trả tiền, không ưng trả lại. Kiểm tra hàng không ưng trả lại giùm mình, vậy là khỏe. Ok chưa? Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn nha. Nè, cái này sao thương mã này, 130.000. Sao thương mã 130.000. Cực kỳ đẹp. Không ưng trả lại. Rồi, chào tạm biệt các bạn.